Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Lợi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha. Này, mai ở trước nhà của Lợi. Nay mình quay số phôi ở trong. Chào em. Chào anh Tứ. Xin kính chào toàn thể quý vị trên mọi miền của đất nước. Ngày hôm nay Lợi có về một số phôi mai vàng cũng như phôi mai tứ quý muốn giao lưu cùng toàn thể quý vị. Thì địa chỉ của Lợi, địa chỉ quen thuộc là ấp Hòa Long ở xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì số điện thoại để giao lưu là 0336 425 620. Thì ngày hôm nay thì hình thức ship của mình cũng là bao ship toàn quốc luôn quý vị. Rồi, thời gian không có, nay cây hơi nhiều cho nên là ngắn gọn. Ngắn gọn ha. Dạ. Rồi, đưa cây số 1 luôn anh. Đây, cây số 1. Dạ. Mini bonsai. Mini bonsai. Cao 30. Rồi của anh. Của anh 14. Rồi. Đây, đấy đây. Rồi giá nhiêu em? Dạ giá 550 anh ơi. 550 nha quý vị. Rồi, xuống cây, mã số 1. Đây, cây số 2. Mã số 2. Cao 35. Rồi. Hoành 21. Rồi, sang vòng luôn. Đây. Vòng đây. Rồi, cây số 2 cũng giá 500 anh ơi. Rồi, 500 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 3. Rồi, mã số 3 luôn quý vị. Đây. Không biết hình con gì đó. Con gì đây nè. Con gì đây, con gì đây. 29, cao 29. Rồi. Hoành thân vị trí này là 15, 16 rồi. Yếu 15. 16 yếu ha, dạ. 15 thôi. Có cái cơ cục này bự lắm. Đó. Rồi cây số 3 giao lưu giá 550 luôn anh ơi. Rồi xuống cây. Số 4. Có gì đâu quay. 39. Hoành 21 yếu 20. Rồi. Rồi cây số 4 giao lưu giá 400 anh ơi. Rồi, xuống cây. Đây mã số 5. Cao 27. Rồi. Hoành thân em nó vị trí này là 20. Rồi. Đây, để đây. Này là, nó như vậy nè, để hơi nghiêng nha quý vị. Cái bầu hơi nghiêng ha. Nghiêng. Thợ làm khéo quá. Rồi, giá nhiêu đây? Dạ để em coi. Dạ giá 500 anh ơi. Rồi, xuống cây. Dạ. Cây mini bonsai không? Lát nữa là có bự nhiên quý vị. Dạ. Mã số 6. Cao 33. Quên hoành luôn. Hoành thân em nói vị trí này 15. Rồi. Rồi cái này giao lưu giá 450 luôn anh ơi. 450 ngàn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 7. Mã số 7. Cái con gì đây? Đây số 7. Chiều dài của em này là 34. Đây, quanh 15. Đây, quay một vòng. Giá cũng giống con gì, không biết con gì nữa. Không biết con gì nữa. Rồi, giá nhiêu? Dạ, con này 450 ngàn anh. Rồi, xuống cây. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship nha quý vị. Toàn quốc luôn. Bao số 8. Rồi, xây luôn. Đây, cái dáng của nó vậy đó. Rồi, chiều dài của em này là 38. Hoành thân em đó vị trí này là 23 yếu 22. Rồi. Đây, quay một vòng đế. Để em nói đây. Đây. Đây cái gì? Đây. Có cái đuôi ha. Thử. Giá 600. Dạ giá 600 luôn. Số 9. Rồi, số 9. Rồi giá 450 ngàn luôn, thấy luôn rồi. Có giá sẵn luôn. Có giá sẵn rồi. Rồi 40. Dài 40 quý vị ơi. Rồi hoành 14. Rồi hoành đây. Đó, để đây. Đó. Rồi khỏi báo giá nữa. Rồi 4 rưỡi xuống cây luôn. Số 10. Rồi số 10. Để nôm ha, nôm đẹp ha. Rồi. Này ghép về bo dảo vô là hết ý rồi quý vị ơi. À. 34. Cây này mình thấy cũng chắc cũng già cây lắm rồi nè. Dạ lâu lắm anh ơi. Cây này em trồng lúc em còn đi học á. À. 14 mà nó không lớn. À, lúc em đi học em bỏ bê phải không? Lớn lên lo đi làm không? Rồi cây này giao lưu giá 6 rưỡi. Dạ cây 6 rưỡi anh ơi. Rồi xuống cây. Số 11. Giá 550 luôn. Rồi 550 luôn, có giá sẵn luôn. Thôi. 29, cao 29. Hoành 14. Rồi chính xác. Rồi đây. Để đây, để xè. Đẹp quá. Rồi xuống cây. 12. Anh nó né qua em bỏ cây lên để bắn trúng anh cái chết anh Tứ. Giống cái súng dưới trời. À, anh né rồi nha. Bắn cái là ngã đó. Xây coi giống cây súng không? Wow, giống cây súng đó ha. Đây. Đó. Rồi cho chiều dài cái súng này coi. Cái súng này độc mà nha. Họ bắn ngay tôi luôn trời. Chiều dài là 65. Xây qua kia coi. Thấy cái nòng súng hết quá. Hoành 19. Rồi, để coi chiều dài của cái ở đây sao. 38. Rồi giá nhiêu cây súng này, giá nhiêu đây? Dạ, cây súng này không có đạn bắn. Đây quý vị, đây là giống như cái ống kính ống dòm ha. Dạ. Ống dòm đó. Dạ. Cây súng này 800 anh ơi. Rồi, cái súng này 800.000. Rồi xuống dạ. Cây cái súng này mãi xuống mấy ha, quên nữa rồi, giỡn rồi. 12 hả? 12. Rồi 13. Rồi mã số 13. Lấy cái gì chim này? Lấy cục cây. Cây rửa đâu? Cây đâu nè. Dạ, đây mã số 13 quý vị. Chúc có mấy cây lớn nha quý vị. Xíu nữa là có phôi lớn quý vị ơi. 41. Hoành 15, 16, rồi. 15. Rồi để đây. Để đây. Có giá luôn. Dạ giá 600 luôn anh ơi. Rồi xuống cây. 14. Rồi mã số 14 đang trên bàn quay ha. Dạ. Cao 42. Rồi. Hoành luôn. Hoành thân em nó ở vị trí này là 21. Chính xác. Rồi để đây vòng luôn. Đó. Nôm ghê chưa? Eo lắc lắc ha. Lắc eo này đóng giày bo chơi. À, giá 700 anh ơi. Hả? 7 hả? Dạ, đây. Số 7 mà anh tưởng nó số khác không à. Dạ. Ô, nặng dữ nha. Nặng. Rồi, mã số tiếp theo là 10 mấy đây? 15. 15 đây quý vị. Cao 34. Rồi. Hoành 18. Rồi. Rồi giá 400 luôn quý vị ơi. Rồi 400.000. Số 15. Rồi đi chỗ khác. Cao rồi. Vô bắt đầu cái bây giờ vị trí. Rồi mã số 16. Rồi cao luôn. Cao 73 nè. Hoành thân em nó vị trí này là 23. Rồi chính xác. Rồi giá 450 anh ơi. 450. Rồi xuống cây. Mã số 17. 17. Cao 39. Hoành 24. Rồi. Đây, đế đây quý vị. Đó. Đế này. Nguyên bệ của cộng bự bự không ha, giá nhiêu em? Dạ giá 700 anh. Rồi 700, rồi xuống cây. Một số 18. Cao 50 nè. Rồi, có giá luôn 900 luôn. Dạ giá 900. Hoành thân em vị trí này là 32. Rồi. Xen vòng luôn. Cây này cũng già cây lắm rồi quý vị. Rồi, giá 900 luôn ha. Giá 900. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19. Rồi, cao 109. Hoành 22. À. Đây đế đây quý vị. Quá xa dạ cây ha. À, đế phè phè. À. Giá 1.3 triệu luôn anh ơi. Rồi, 1.3 triệu quý vị ơi, xuống cây, bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi mã số 20. Cao 74. Rồi xen vòng cho quý vị thấy tay cành coi. Rồi. À. Rồi hoành luôn. Hoành thân em nó vị trí này là 25. Rồi. Để đây quý vị. Rồi giá luôn. Giá 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn. Rồi mã số 21. Đây. Giá cũng lắc lắc eo eo á. Rồi chiều cao luôn. Cao 94. Rồi. Này cũng già cây lắm anh Tuấn. Quá xa già cây ha. Hoành 23. Rồi. Để đây. Eo eo lắc lắc ha. Dạ, cái 21 giá 1.3 triệu luôn anh. Rồi. Xuống cây. Ôi nặng á. Hai người xuống, hai xuống. Đó chút lên mình quay vô đi, cùng ba cây tứ quý rồi đi. Em ăn cái dạng. Xem ba tứ quý vô được ra mình quay. 22. Rồi, mã số 22. Là phôi tứ quý nha quý vị. Rồi, tứ quý. Đây, dán ở đây. Cây này nó lên một rồi. Chuyến này thấy rõ hơn cây kia nha quý vị. Rồi. Cao 68. Rồi. Lên một cây phải không? Dạ. Hoành thân em nó vị trí này là 31 yếu 30. Rồi. Đây. Để đây. Để cũng được. Cũng dễ thương. Rồi giá 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn quý vị. Rồi xuống cây. Cũng là tứ quý luôn. 23. Tiếp tục là một phôi tứ quý. Đây. Một số tay cành đó. Thấy ra tược rồi quý vị ơi. Ra tược mạnh nè. Khá mạnh nha. Đây con số tay cạnh nè. Rồi, hoành 27. Rồi 27 hoành. Đây, để đây. Để đây quý vị. À. Rồi, giá 700 luôn anh ơi. Rồi. Giá yêu thương luôn. Đây 24. Rồi, mã số 24 quý vị. trên bên kia. Rồi 24 tứ quý nha quý vị. Này cũng lên luôn rồi. Lên tược rồi đó. 57. Rồi. Hoành thân em nó vị trí này là 31. Rồi chính xác. Để đây quý vị, để cũng phè phè nha. Đó. Giá nhiêu em? Dạ giá 700 anh ơi. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Dạ đừng quay vô trong á. Giờ ngay chỗ người vị trí hiện tại giờ đang đặt cái trái cây. Yeah, 25. Rồi mình quay trở lại mai vàng nha quý vị. Dạ. Đây. Cao 87 quý vị ơi. Rồi cao 87. Hoành thân em nói vị trí này là 33. 33. Để cũng đều. Rồi để đều ha. Rồi giá nhiêu đây em? Dạ giá 1.800.000 anh. 1.800.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Vô nhà. Rồi di chuyển bằng quay vô nhà. Đâu có rõ. Đâu. Bên đó sẽ rõ hơn. À. 24. Nãy gì? Nãy nhiêu? 25. Nãy 25 rồi hay vậy mà. 26. Rồi 26. 26. Cao 59. Rồi. Hoành luôn. Hoành 29. Rồi. Rồi đế rồi. Rồi giá luôn. Dạ giá 700. Rồi 700.000 bao ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Rồi 27. 27. Đây. Nó bị lũa chỗ này. Rồi bị lũa chỗ đó ha. Rồi xử lý rồi, cạo hết mấy cái phần khô rồi. Cái này nó muốn lên xù, nó sần sần. Rồi cho chiều cao luôn em ơi. Cao 80 thôi. Rồi cao 80. Hoành thân em nó ở vị trí này là 26. Rồi 26. Đây để đây. Để cũng đều. Rồi giá nhiêu em? Dạ giá 900 anh. 900.000. Rồi mã số 28. Cao 100. Rồi con số tay cạnh luôn ha. Dạ. Hoành 26. Rồi 26 hoành. Để đây, ôm luôn. Rồi giá yêu thương không? Dạ yêu thương luôn, giá 900. Rồi 900.000. Nặng, quá xa nặng. Mã số tiếp theo. 29. Dán ẹo ha. Ẹo. Cao 78 anh nè. Rồi. Hoành thân em nó ở vị trí này là 25. Rồi. Để đây, đó, để cũng đều. Rồi, giá nhiêu em? Giá 1.000.000 anh. Rồi, xuống cây. Rồi mã số 30. Sắp Tết rồi. 30 còn 31 nữa. Rồi. Cao 103. Rồi, hoành luôn. Hoành thân em nói vị trí này là 30. Rồi. Đây, ở chỗ này thấy thương nữa. Thương. Giá 1 triệu quý vị ơi. 1 triệu. Rồi, xuống 31. Cây. Số này 30. 31. 30 hay 31? 30 à. Rồi 31 mới cho lên bằng quay đây. Cao nha. 31. Số tay cầm. Cao chắc mét 7, 8 à mà. 8 tên đây lại cành cũng quá xa luôn ha. Dạ. Dễ. Hoành 26 anh ơi. Rồi. Dần để luôn. Rồi, giá 700 anh ơi. À, 700.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi, mã số 32. Đây. 32 đây. Cao. Cao 72. Hoành thân em nó ở vị trí này là 34. Rồi. Rồi, giao luôn như đây. Dạ, ủa? Giá 2 triệu anh. 2 triệu cũng bự quá ha. Rồi. Ba. Rồi mã số 33. Cao 63. Rồi. Đây. Hoành thân em nó vị trí này là 23. Cũng đỡ cũng sổ xuống. Sổ tới mười mấy 20 ạ. Rồi, dòng đế đây. Rồi, cái này giao lưu giá 700 anh ơi. Rồi, 700.000. Quá. Là mấy mai này mốt tay chân là lên gân luôn ha. Dạ, lên không mấy giờ. Giờ thấy đuối quá hay. Dạ rồi, cây này đặc biệt cho nên đi sau hết. Đặc biệt là sao em? Dạ, đặc biệt hơn mấy cây khác. À. Nó lửa. Này lũa này là ta cố tình ta chơi đục luôn, đục từ trên dưới luôn. À, cố tình chơi nghệ thuật hả? À. Hết thước anh ơi, thước dương miếng. Rồi, nó rưỡi đi. Rồi. Đây. Rồi, hoành thân em nói vị trí này là 27. Rồi, chính xác. Đế cũng nôm. Rồi giá nhiêu em? Giá 900 anh ơi. Rồi 900.000 quý vị. Rồi hết em. Dạ hết anh ơi. Rồi quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem cây thì quý vị cảm thấy thích cây nào thì alo trực tiếp cho Lợi nha quý vị. Rồi số điện thoại của Lợi mình để trên tiêu đề. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video ha. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ mình quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.